Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Nhà Ép. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu căn hộ mẫu của dự án Cosmo Tây Hồ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khu căn hộ mẫu này, kèm theo đó là hai căn hộ mẫu, để xem những thiết kế và tiện nghi ở bên trong của nó có gì đặc biệt. Ngay bây giờ hãy cùng tôi tìm hiểu. Xin mời các bạn. Dự án chung cư Cosmo Tây Hồ có vị trí đắc địa với tầm nhìn đẹp hướng ra hồ Tây, được phát triển bởi chủ đầu tư Westlake View, là sự kết hợp giữa hai tập đoàn uy tín Refico và Newstaco. Dự án có tổng diện tích khoảng 10.895m2 với 3 tòa tháp, có 648 căn hộ được trang bị đầy đủ tiện ích cao cấp trong không gian sống thoáng đãng với một độ xây dựng chỉ khoảng 30%, bể bơi nước ấm ngoài trời, đài ngắm cảnh, vườn cây trên cao và rạp chiếu phim CGV đầu tiên tại quận Tây Hồ là những điểm nhấn ấn tượng về tiện ích của dự án. Hiện tại, dự án đang được phân phối chính thức bởi Senland. Hầu hết các dự án bất động sản thường chỉ đầu tư và hoàn thiện nội thất căn hộ mẫu. Tuy nhiên, Cosmo Tây Hồ lại đặc biệt chú trọng đến cả không gian của toàn bộ khu nhà mẫu. Khu nhà mẫu mang lại cảm giác thoải mái, thân thiện với ánh đèn vàng ấm áp, bức tường được uốn lượn mềm mại trưng bày hình ảnh của dự án mang lại cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật. Nhà mẫu có vị trí rất dễ tìm, nằm ngay ngã tư Võ Chí Công và Xuân La, có bãi để xe miễn phí rộng rãi phục vụ khách hàng tham quan. Nếu đi từ khu vực quận Cầu Giấy chỉ mất khoảng hơn 10 phút là đến nơi. Nhà mẫu cũng rất gần vị trí xây dựng của dự án nên có thể kết hợp tham quan cả hai điểm mà không mất quá nhiều thời gian. Có thể nói đây là một trong những nhà mẫu đẹp và được đầu tư quy mô nhất mà tôi đã từng được trải nghiệm. Đây, bây giờ tôi đang đứng tại sa bàn của dự án Cosmo Tây Hồ. Ở trên sa bàn này chúng ta nhìn qua thì có thể hình dung được rõ ràng cái vị trí của dự án này. Một mặt đường là Xuân La này. Mặt phía bên này là đường quy hoạch nội bộ của dự án Cosmo với mặt cắt đường lên đến 30m. Đó thì đây các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng tổng thể của dự án Cosmo Tây Hồ với 3 tòa tháp. Tòa tháp ngoài cùng có tên là Metro, tòa tháp ở giữa thì có tên là Central và tòa tháp cuối cùng có tên là Novo, với chiều cao tương ứng là 21, 29 và 35 tầng. Thì có một cái đặc điểm cũng tương đối đặc biệt của dự án Cosmo Tây Hồ, đó chính là cả 3 tòa tháp này đều có chung một khối đế ở đây. Thì tùy thuộc vào chiều cao của mỗi tòa tháp mà cái số tầng trung tâm thương mại nó cũng sẽ tương ứng. Ví dụ ở cái tòa tháp Novo này có chiều cao 35 tầng thì sẽ có 5 tầng trung tâm thương mại, còn tòa tháp Central ở giữa thì sẽ có 4 tầng trung tâm thương mại ở dưới, và tòa tháp Metro ở bên phía đầu này thì sẽ có 3 tầng trung tâm thương mại thôi. Những cái khối hình hộp trắng trắng đây, về sau này khi mà dự án hoàn thiện thì sẽ là những dãy nhà shop house, nhà phố thương mại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích qua một chút về tiện ích của dự án Cosmo nhé. Thì ở cái khối đế giữa hai tòa Metro và Central này thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy này, khu vực này là khu vực bể bơi nước ấm, tức là ngoài trời nhưng mà nếu mùa đông thì sẽ có nước ấm. Đây là bể bơi cạn này, còn đây là bể sục jacuzzi này, ở bên trong kia là bể bơi trẻ em này, kèm theo đó là những khu vực sưởi nắng này và thư giãn ngoài trời. Đó, thế còn ở bên phía khối đế ở bên này giữa hai tòa tháp Central và Novo thì là phần không gian tiện ích dành cho khu thể thao ngoài trời này, rồi ở bên kia là vườn barbecue này đấy, rồi khu vườn ngoài trời, chỗ thư giãn ngoài trời, vân vân, rất nhiều tiện ích. Ở bên cạnh đây là một cái bể bơi nước ấm với thiết kế vô cực. Bên phía trong sẽ là phòng tập gym. Và có một điểm mà rất đặc biệt, đó chính là tại cái khối đế giữa hai tòa Central và Novo này, cụ thể hơn là ở tại khối đế trung tâm thương mại của tòa Novo, tầng 2 sẽ có cụm rạp chiếu phim CGV. Và một điểm đặc biệt đó chính là cái cụm rạp chiếu phim CGV này, nó chính là cái cụm rạp chiếu phim CGV đầu tiên tại quận Tây Hồ. Nó rất đặc biệt phải không ạ? Ngoài ra thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy lối ra vào ở sảnh chính của dự án này, đây lối đi xuống hầm này. Đấy. Như hôm nãy tôi đã chỉ ở trên bản đồ thì cái phía ngã ba này sẽ là lối dẫn đi vào khu ngoại giao đoàn. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang phía bên này một chút. Tương tự như là cái mặt đằng trước thôi thì mặt đằng sau này cũng vẫn với những cái tiện ích cơ bản như vậy. À, có một điểm tương đối hay nữa là tại dự án này thì ở tầng 28 của tòa Novo sẽ có một cái vườn trên cao, có diện tích rất rộng như thế kia. À đây rồi, còn một cái điểm mà cũng tương đối đặc biệt nữa, đó chính là tại cái tầng trung tâm thương mại này thì sẽ có cái trường mẫu giáo liên cấp song ngữ STEAM E-Garten. Đó, khi mà chúng ta có
trẻ em ở trong nhà thì hoàn toàn có thể đưa đi học ngay dưới này, rất là tiện. Nhắc đến trẻ em thì khu căn hộ mẫu này, khi mà chúng ta là những bậc phụ huynh mà đi xem căn hộ mẫu ở đây mà dẫn theo trẻ em thì chúng ta cũng sẽ không phải lo lắng quá, bởi vì căn hộ mẫu này cũng sẽ có cái phòng vui chơi cho trẻ em được đặt riêng ở trong kia. Đó, và có một điểm cũng rất đặc biệt mà khi tôi bước vào căn hộ mẫu này tôi nhận thấy, đó chính là cái sự liên kết giữa không gian thiết kế hiện đại ở trong cái khu căn hộ mẫu này và thiên nhiên ở bên ngoài. Đấy, thông qua cái ô cửa sổ kính rất lớn này thì chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được cái khu vườn xanh mát ở bên ngoài. Đấy, rất thân thiện với môi trường và tạo được sự liên kết với thiên nhiên tương đối là gần gũi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bên trong khu vực trưng bày hai căn hộ mẫu của khu căn hộ mẫu này để tìm hiểu về hai căn hộ mẫu ở trong. Xin mời các bạn. Và trước khi vào trong để tìm hiểu hai căn hộ mẫu ở trong thì tôi cũng muốn giới thiệu đến các bạn, đây cũng là một cái điểm rất đáng ghi nhận của chủ đầu tư dành cho những khách hàng quan tâm đến dự án của mình. Khi mà đến đây tham quan thì chúng ta có thể theo dõi trực tiếp tiến độ của dự án qua một cái màn hình được chiếu ở trên cái bức tường, cái mảng tường rất lớn ở đây. Đó, qua đó thì chúng ta có thể theo dõi được cái tiến độ của dự án hiện nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm căn hộ mẫu gồm 2 phòng ngủ, có diện tích kim tường là 91,3m² và diện tích thông thủy là 84,4m². Thì xin mời các bạn bước vào trong này cùng tôi. Khi khách hàng là chủ nhân của căn hộ mẫu cao cấp Cosmo Tây Hồ sẽ được bàn giao gói full nội thất bao gồm sàn gỗ công nghiệp chịu nước dày 12mm Innova của Malaysia, điều hòa 12.000 BTU 2 chiều, tủ bếp gỗ công nghiệp chịu nước An Cường, sơn cao cấp hoặc Vetni tự nhiên, bình nóng lạnh Ariston. Wow, một căn hộ mẫu với gam màu rất là tươi sáng đó, như quý vị các bạn có thể quan sát thấy. Gam màu trắng là chủ đạo này, cùng với đó là những cái thiết bị nội thất mang cái phong cách hiện đại và đơn giản. Và theo như là cảm nhận của tôi ban đầu thì những thiết kế và bố trí của căn hộ này rất hợp lý, kết hợp với công năng sử dụng cũng hợp lý không kém, thì nó là những cái sự gợi ý hoàn thiện của chủ đầu tư dành cho những khách hàng tham quan cũng như là người có nhu cầu tìm hiểu về dự án Cosmo này. Rất đẹp. Đây, bên trong khu vực này là gian bếp với cái thiết kế cũng rất là hợp lý. Ở đây thì có một cái bàn bếp khô này dùng để chuẩn bị những đồ mà chúng ta nấu nướng xong trước khi bây giờ bàn ăn. Còn ở bên này là khu vực bếp. Khi mà chúng ta nhận bàn giao căn hộ này từ chủ đầu tư thì sẽ chỉ có bếp điện này, máy hút mùi và tủ bếp ở dưới kèm theo những thiết bị vệ sinh thôi. Còn tủ bếp ở trên và những thiết bị nội thất khác thì chúng ta sẽ phải tự hoàn thiện. Đây, combo bếp và máy hút mùi sẽ là của thương hiệu TK đến từ Tây Ban Nha. Bồn rửa cũng là của thương hiệu TK Tây Ban Nha bằng inox. Vâng, sáng loáng, nhìn khá sang trọng và đẹp mắt. Phía trên là chạn bát này, diện tích rất rộng. Ở dưới cũng có chạn bát nữa. Đó, nói chung là thoải mái cho chúng ta có thể thao tác ở trong khu vực bếp này. Và phía bên ngoài này là lô gia của căn hộ. Và ở ngoài khoảng lô gia này thì chúng ta có thể để máy giặt này, rồi một cái dàn phơi ở ngoài này, và kết hợp với cả hai cái dàn nóng của máy lạnh kia nữa, thì tôi nghĩ là phơi quần áo ở ngoài này sẽ khá là mau khô. Đó. Còn ở bên phía cạnh cửa ra vào đây là hệ thống automat tổng của căn hộ và một chiếc tủ để giày ở đây, cũng có thể tích và kích thước tương đối rộng. Đó. Đây là phòng vệ sinh đầu tiên của căn hộ. Thì phòng vệ sinh này có diện tích phải nói là rất rộng, vào sâu tít ở trong kia, cũng được trang bị vòi hoa sen và vách tắm đứng. Và những thiết bị vệ sinh ở trong căn hộ này thì đều được trang bị bởi thương hiệu Toto. Nói chung là rất bền và dễ sử dụng, dễ lau chùi. Ở dưới đây có một cái bàn lavabo để chúng ta để khăn. Đó, kích thước cũng tương đối thoải mái. Ngoài ra thì hệ thống hút mùi, đèn led âm trần này. Rồi có một đặc điểm mà tôi cũng rất thích, đó là cái ổ cắm điện này được trang bị một cái nắp trên như thế này. Đó thì sẽ giúp chúng ta an toàn hơn khi sử dụng.
Sàn nhà thì được lát gạch chống trơn, màu ghi xám rất sạch sẽ. Ở đây cũng vậy, cũng được ốp gạch rất cẩn thận. Đây, còn phía bên ngoài này là không gian dành cho bàn ăn này, được thiết kế theo dạng hình tròn, đủ chỗ cho 4 người, gia đình nhỏ. Đây là không gian phòng khách với gam màu cũng rất là tươi sáng, hệ thống giải trí đặt ở đây. Và có một đặc điểm khá thú vị ở căn hộ này, đó chính là cái lô gia của phòng khách và phòng ngủ master sẽ dùng chung với nhau. Do vậy thì chúng ta sẽ có một khoảng lô gia rất rộng để có một cái tầm nhìn rất đẹp mắt khi mà chúng ta nhận bàn giao căn hộ. Thực tế thì cái tầm nhìn nó sẽ hoành tráng hơn như thế này, bởi vì đây chỉ là căn hộ mẫu thôi, do vậy thì người ta chỉ dán cái bức tranh tượng trưng ở đây. Nhưng mà như tôi đã phân tích lúc nãy thì khi mà chúng ta nhận bàn giao thì rất có thể sẽ có những căn hộ có tầm nhìn ra Hồ Tây rất rộng và rất thoáng. Ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt những bộ bàn ghế ở ngoài này này để có thể ngồi thư giãn, uống nước. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang phòng ngủ master theo lối lô gia này. Và phòng ngủ master của căn hộ này thì có diện tích phải nói là tương đối rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Có bàn trang điểm này, giường kích thước lớn, tivi, tủ ở dưới. Nói chung là không thiếu thứ gì cả. Đây, bên này cũng có tủ quần áo nữa. Thể tích và diện tích cũng như là kích thước rất rộng. Còn ở trong này là phòng vệ sinh của phòng ngủ master. Vẫn với cái thiết kế tương tự như phòng vệ sinh mà chúng ta đã vừa trải nghiệm khi nãy thôi. Thì những thiết bị vệ sinh là của thương hiệu Toto. Ổ cắm thì có trang bị nắp tăng độ an toàn này, quạt hút mùi. Phía bên trong này là vòi hoa sen và bếp tắm cường lực. Đó, rất an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực bên này đi. Đây là phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ phụ. Thì phòng ngủ phụ này sẽ dùng cái phòng vệ sinh chung với cả phòng khách. Và cái kích thước của phòng ngủ phụ này thì cũng tương đối rộng. Đó, phòng ngủ này thì sẽ dành cho trẻ em ở trong nhà chẳng hạn. Với cái gam màu cũng rất là trẻ trung, năng động. Đây, bàn học ở trên thì có giá để sách, để những vật lưu niệm trang trí. Cũng có cả tủ quần áo ở đây nữa. Kích thước và thể tích tương đối là rộng. Đây, ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái không gian dành để làm việc hoặc là để những thứ mà chúng ta muốn dùng để trang trí ở trong căn hộ của chúng ta. Ở dưới thì cũng có những cái tủ để đồ kích thước tương đối rộng. Nói chung là thiết kế căn hộ mẫu của chủ đầu tư Cosmo rất là thông minh và hợp lý. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm khu căn hộ mẫu của dự án Cosmo Tây Hồ. Và trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về một căn hộ mẫu có 3 phòng ngủ cũng tại dự án này. Và để tiếp tục theo dõi chương trình thì xin mời các bạn hãy ấn vào nút like và subscribe kênh của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.